Chào Trang Bi và tất cả các bạn. Thì trong buổi họp mặt tối nay đó, thì mình có một cái buổi vấn đáp ngắn trước khi mình nói chuyện với anh Linh. Thì bây giờ các bạn có thể bắt đầu hỏi nếu mà mình có câu hỏi. Mình hỏi những gì có dính tới thực tập. Không có hỏi lý thuyết, không có hỏi những cái mà chưa xảy ra. Trong nhóm mà có những bạn có những ví dụ rất là hay về cái cách cái tâm trí mình nó điều khiển mình. Các bạn có biết cách người ta dạy con chó không? Những cái mệnh lệnh ngắn mình dạy cho nó, ví dụ ngồi, đứng lên, thì tâm trí mình nó cũng làm như vậy. Nó có những cái ý nghĩ mà mục đích ấy, là nó muốn mình nghe nó. Tại vì nếu mình nghe nó thì mình cũng giống con chó đúng không? Mình nhận cái mệnh lệnh của tâm trí và mình làm theo. Thì bắt đầu có thể bằng những cái rất đơn giản thôi. Ví dụ mình đang ngồi làm gì đó, cái trong đầu nó phát ra ý nghĩ à, vào trong bếp lấy cái gì đó, mình làm theo thì mình cũng giống chó vậy đó, tức là mình được huấn luyện làm theo cái mệnh lệnh của nó. Bắt đầu là như vậy, những cái ý nghĩ rất đơn giản thôi, nhưng mình làm theo đó thì sẽ có những cái phức tạp hơn và nó quan trọng hơn. Ví dụ như là đang đang thiền với nhóm vậy đó, tự nhiên nó phát sinh ý nghĩ là à, mấy tuần tới chắc là phải ngưng thiền, ví dụ như vậy đó. Tại mình nghe những cái mình đơn giản thì nó sẽ đến như cái nó như vậy đó, mà mình không có biết, tại mình làm những cái đơn giản mình, nó sai là mình làm thôi, nó bảo là mình làm thôi. Mình đã được huấn luyện rất kỹ đúng không, giống chó vậy đó, chứ không có ý vị con người là con chó, nhưng mà đó là cái cách của tâm trí nó huấn luyện mình. Thành ra cái chuyện mà thôi bây giờ nhóm thiền này mình cần thực tập một mình à, ví dụ như vậy, chuẩn quỷ nó các bạn khác đang có cái đang 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 muốn như vậy, chứ chỉ nói là cách tâm trí nó huấn luyện mình đó, để đến lúc mà nó bảo mình là thôi bây giờ mình cần thực tập một mình thì mình bỏ nhóm là như vậy. Tại mình đã nghe những cái mệnh lệnh nhỏ của nó, thành ra những cái chuyện mà những cái mệnh lệnh khác thì mình cũng nghe theo như vậy, và mình tưởng là mình muốn như vậy. Không, đó là tâm trí nó muốn như vậy đó, tại vì tâm trí nó muốn điều khiển mình. Bây giờ chúng mời các bạn đặt câu hỏi nếu mình có những cái khó khăn trong cái thực tập, những cái gì mình thắc mắc. Hôm nay Hà Nguyễn cháu điểm danh không? Ok, cảm ơn cháu.
có đăng quang ở đây. Đăng quang có muốn hỏi câu hỏi của cháu không? Anh Quang có muốn hỏi câu hỏi của cháu không? Câu hỏi cháu cho hỏi chú đó. Bây giờ chú đọc câu hỏi của Đăng Quang này, không biết Đăng Quang đang bận cái gì. Chú ơi, cháu nhờ chú chia sẻ cho cháu cách thực tập. Khi thực hành nhận biết, cháu thấy mình bị mắc kẹt ở công việc. Cháu có 10 năm làm việc, luôn được ghi nhận, làm chủ mọi việc, giúp cho cả team lớn thành công. Nhưng 2 năm gần đây cháu chuyển công ty, thu nhập vẫn tốt, nhưng cháu chưa làm chủ được công việc. Người sếp yêu cầu cao hơn, không được ghi nhận, không được thể hiện. Làm thời gian ít, trong cháu cảm giác mình làm ít hưởng nhiều. Cháu cảm thấy bất an, cháu đang thực tập nhận biết. Cháu nhờ sự chia sẻ thêm. Đó là câu số 1. Câu thứ hai là khi nhìn sâu vào thực tại, không có vấn đề gì, nhưng đôi lúc có những áp lực, cháu có cảm giác bị đè nặng, làm cho năng lượng không thoát lên được. Đó là 2 câu. Chúng mời Trang Bi. Vâng ạ. Đây là những câu hỏi rất là thực tế, chúng muốn hỏi cho mọi người nghe luôn. Giống như là đây là cháu sẽ chia sẻ theo cá nhân của anh Quang. Tại vì cùng là một câu hỏi nhưng mà mỗi một cá nhân ấy khi họ đưa ra ấy, thì cái vấn đề nó xác thực ở chính họ. Câu hỏi thì có vẻ như là những vấn đề chung, nhưng thực ra nó không phải là vấn đề chung mà nó là vấn đề riêng của cá nhân anh Quang. Khi mà anh Quang đã có những cái thời gian để tìm hiểu về cách thức thực hành rất là nhiều, và giống như cái sự hiểu biết thông tin ấy nó đã rất là nhiều, thì cái việc thực hành nó là cần thiết. Hành trình của chúng ta là do chúng ta sẽ tự khám phá, và cái việc mà chúng ta khám phá có những người giống như là chia sẻ, giống như là cháu hay là chú Hạnh hay là các anh chị em trong nhóm chia sẻ, nó sẽ có giá trị khi mà chúng ta giống như là thực hiện. Khi mà chúng ta nghe những lời chia sẻ, chúng ta sẽ có cái sự định hình hiểu rằng là những người này họ đã đi và họ đã thực hành và họ đã đến cái nơi mà cần đến chẳng hạn, và mình cũng muốn đến cái nơi đó. Bây giờ họ chỉ đường cho mình. Thì việc đầu tiên ý, đấy là mình hiểu rằng tất cả những cái thông tin mà họ đưa ra ấy, là họ đã chính họ đã sử dụng và thực hành rồi. Đấy là kinh nghiệm của họ chứ không phải là lý thuyết. Cho nên là mình đi thì mình cứ đi thôi. Mình phải có một cái ý thức rằng là mình thực hiện tất cả những cái điều mà mình được chia sẻ đó.
không có hoài nghi. Cái việc đầu tiên ấy, đấy là mình phải thực hiện được cái điều đó với cái sự không hoài nghi của mình. Sau đó mỗi một bước đi mình sẽ tự cảm nhận thì cái điều đó nó mới có giá trị. Còn nếu như mà chúng ta chia sẻ ở đây ấy, về cái câu hỏi đấy của anh Quang ấy, thì đã được chia sẻ, cháu nghĩ là cũng nhiều lần rồi. Mấy lần trước cháu nhớ là cũng cũng có tương tự như vậy. Thì mình ở đây không phải để bàn về lý thuyết. Mình ở đây để hỗ trợ cùng nhau. Xác thực cùng nhau rằng có những con người này họ đã đi rồi và họ đã đến rồi. Và khi mà mình xác thực được điều đó thì không cần biết nhiều, cái việc của mình chỉ có là thực hành và thực hành. Ngay khi mà mình có sự quyết tâm thực hành, dám nhảy vào tất cả mọi thứ. Khi mà mình cái điều mà mình đang đang hỏi, mình đang muốn đi vào đấy là điều mình chưa biết đúng không? Nhưng mà mình đã được những người kia chia sẻ cho mình những thông tin. Thì cái việc của mình nó chỉ còn lại là thực hành để mình chính mình sử dụng cái thông tin đấy để đi tới. Và khi mình đi tới, mình bước chân vào, những cái sự việc nó được hiển lộ ra, mình cảm được mà. Lúc đấy nó mới là thuộc về chính mình. Còn nếu như mà mình cứ hỏi hoài thì mà mình không không thực hiện thì cái điều đấy nó cứ tồn mãi ở đấy thôi. Mình thực hiện và mình phải cảm được cái việc mà mình thực hiện đó. Nó đang cho mình câu trả lời. Chính là cái việc mình hành động ấy, nó có câu trả lời thì nó mới là hấp dẫn. Chứ còn nếu mà bây giờ mình thực hành, xong trong lúc mình thực hành thì mình bước vào và mình lại dừng lại và mình không có thật sự ở cái không gian mà mình bước vào đó để mình cảm nhận. Và mình cứ đứng nguyên ở đó, xong rồi mình cho rằng là mình đã thực hành. Nhưng mà cái sự thực hành đấy là khi bạn bước chân vào cái cánh cửa đấy, bạn phải mở cái mắt của bạn ra để bạn nhìn xem phía trước nó là cái gì chứ. Nhưng mà nếu như bạn bước chân vào xong bạn nhắm mắt vào, xong bạn lại lại quay ra bạn hỏi tiếp, thì cái việc mà tất cả chúng ta đưa nhau để hướng dẫn cho bạn để bước vào cái cánh cửa đấy nó có ý nghĩa gì? Khi mà tất cả mọi người ở đây hướng dẫn, bất kỳ một cá nhân nào đã để cho các anh chị em mình bước vào cánh cửa đó và mở to mắt ra để cảm nhận, dùng tất cả những cái gì mà mình có thể để cảm nhận tất cả những cái phía trước nó đang có cái gì diễn ra ở ngay cái thời điểm này của mình này, khi mình bước vào này, mình cảm nhận xung quanh mình cảm nhận trước mắt mình, sau lưng mình, tất cả mọi thứ mình phải cảm được bằng chính cái cảm nhận của mình chứ không phải là cảm nhận của người khác. Bởi vì nếu mà mình cứ hỏi hoài như vậy thì mình chỉ nghe cái cảm nhận của người khác thôi chứ đâu có nghe chính bản thân mình. Đây là cái hành trình của chính mình mà. Những người khác chỉ là hỗ trợ, chỉ là chia sẻ thông tin. Cho nên là cái quan trọng nhất của anh Quang đấy là thực hành và dùng cái cảm của mình mở rộng ra, mở to mắt ra, mở tất cả những cái gì có thể ra để có thể đón nhận được những cái điều đó. Thì nó mới dội vào vào anh được và anh mới thấm được nó chứ. Đấy là chia sẻ của cháu. Cảm ơn cháu. Thì nhân cái chia sẻ của Trang Bi đó thì cháu cũng thêm nữa là tinh thần của thiền đấy là của nhóm này đấy, hay là của những cái nhóm tâm linh như thế này đấy, là từ khám phá. Nếu mình chưa từ khám phá đó mà mình chỉ hỏi đấy thì mình có thể hỏi Google thay vì hỏi nhóm. Lấy Google không biết nhiều hơn nhóm nữa đúng không, những thông tin đó mà. Hay là chat GPT hỏi cái artificial intelligence thông minh giả tạo đó. Thành ra là phải thực tập thì câu hỏi mình nó mới có giá trị. Chú gặp nhiều câu hỏi như thế, như không phải là như thế này, nhưng mà đại khái thì cũng là chỉ là muốn hỏi chú phải làm thế nào, cháu nên làm A hay là B. Chú bảo đó cháu làm cả hai và cháu sẽ học được cách nào là hay thay vì hỏi chú câu hỏi đó, đúng không? Mình khám phá mà, khám phá và mình từ đánh giá. Đến lúc nào mình kẹt đó thì mình thực sự kẹt đó, thì chủ học Trang Bi hay là các bạn khác chỉ cần nói một chút xíu thôi là mình rất là biết ơn. Bây giờ mình chưa làm gì cả mà cứ hỏi 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 thì nó không giúp gì cho mình trong quá trình mà tâm linh đó, trong đường tâm linh đó. Mình phải từ khám phá rồi mình kẹt chỗ nào thì mình mới hỏi.
là cái cách của một người thực tập đúng 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 đắn. Cảm ơn Trọng, cảm ơn thằng Bi. Thì bây giờ mình các bạn ngồi trong cái buổi sinh hoạt hôm nay đó, mình không cần phải vận dụng tâm trí gì đâu, không cần phải nắm bắt một cái gì cả, chỉ cần có mặt và buông thư, không có cố ghi nhớ, không có dùng một cái giác quan gì của mình cả, thì cái nhận biết của mình nó sẽ biểu hiện khi mình tắt hết các cái giác quan.